Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Năm, 28 tháng 2, 2019. Chương trình bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay gồm có hai phần. Phần 1 là phần tin quan trọng. Phần 2 là tiếng nói cử tri với Jackie Bông và phóng sự cộng đồng do SPTN Tampa Bay thực hiện. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần tin quan trọng với những tin sau đây. Thượng đỉnh Trump Kim không đạt thỏa thuận lý do bắt hàng, đòi bỏ toàn bộ cấm vật Kim Jong-un chính thức thăm Việt Nam sau thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ gặp các lãnh đạo Việt Nam chứng kiến quan cảnh hơn 20 tỷ Mỹ Kim hợp đồng được ký kết. Thượng đỉnh Trump-Kim không đạt được thỏa thuận, lý do bắt hàng đòi bỏ toàn bộ cấm vận. Cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội đã kết thúc sớm hơn dự tính, vào hôm thứ Năm 28 tháng 2 2019 và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Và hai bên đã không đưa ra một tuyên bố chung như dự tính ban đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giải thích là ông đã quyết định rời bàn thương lượng do lãnh đạo Bình Nhưỡng nhất định đòi bãi bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, điều mà Washington hiện chưa thể đáp ứng. Có thể nói thượng đỉnh Mỹ Bắc Hàn lần hai gây cấn từ đầu cho đến cuối với quá nhiều bất ngờ vào giờ chót. Mọi việc diễn ra hoàn toàn khác với những điều mong đợi. Vào khoảng 1 giờ trưa ngày hôm nay, tức là ngày 28 tháng 2, 2019, trong lúc giới báo chí bắt đầu chuẩn bị đợi theo dõi buổi ký kết bản tuyên bố Hà Nội, thì phát ngôn viên báo chí của tạp bạch ốc Sarah Sander cho biết là hai phái đoàn Mỹ và Bắc Hàn đã hủy bữa cơm trưa. Chỉ ít phút sau, xe của phái đoàn Bắc Hàn rời khỏi khách sạn Metropole nơi diễn ra thượng đỉnh. Còn đoàn hộ tống, Tổng thống Donald Trump cũng đã vội vã quay lại khách sạn Marriott, cách Metropole khoảng 10 cây số. Đây là một bất ngờ lớn cho mọi người tại trung tâm báo chí quốc tế, bởi vì ai cũng kỳ vọng Washington và Bình Nhưỡng sẽ đạt được một thỏa thuận. Dù là tối thiểu và đôi bên sẽ đặt bút ký vào một bản tuyên bố Hà Nội, cho dù không ai dám đoán một cách cụ thể văn bản đó gồm có những gì, Bất ngờ hơn nữa là sáng hôm nay, khi đôi bên gặp lại nhau để bắt đầu một ngày làm việc thứ nhì, lãnh đạo Bắc Hàn đã tuyên bố ông không bi quan về tiến triển của hội nghị và nếu có ý định tiếp tục phát triển hạt nhân thì ông đã không đến Hà Nội làm gì. Giải thích của Tổng thống Trump cùng với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Tổng thống Mỹ đã họp báo trong hơn 45 phút và điều hơi kỳ lạ là nguyên thủ Hoa Kỳ đã mở đầu buổi nói chuyện với các phóng viên bằng cách đề cập ngắn gọn đến căng thẳng Ấn Độ Pakistan, đến viện trợ nhân đạo cho Venezuela trước khi giải thích về nguyên nhân khiến cho hai phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên bỏ dở thượng đỉnh. Trước hết, thì tổng thống Hoa Kỳ đánh giá cuộc gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên lần này là tích cực nhưng để đạt được một thỏa thuận thì đây là một chuyện khác. Theo giải thích của tổng thống Trump khúc mắt tại Hà Nội lần này nằm ở chỗ Bình Nhưỡng đòi xóa bỏ toàn bộ cấm vận, nhưng lại nhượng bộ thấp hơn so với điều Mỹ mong đợi. Dù vậy, theo lời của Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết ngưng thử hỏa tiễn và hạt nhân. Cuối cùng thì Tổng thống Mỹ vẫn bỏ ngỏ cánh cửa đối thoại, bởi ông tin tưởng Kim Jong-un là một người thẳng thắn với những quan điểm khác với Hoa Kỳ và nguyên thủ Mỹ đã trông thấy những tiềm năng to lớn đang chờ đợi Bắc Hàn. Về phần ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo giải thích đôi bên đã ra về sớm hơn dự định bởi lãnh đạo Bắc Triều Tiên chưa sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi của Hoa Kỳ và đàm phán cần phải có thêm thời gian. Dù vậy, lãnh đạo ngành ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn lạc quan về tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Hàn. Ngay sau khi kết thúc buổi họp báo trưa nay, Tổng thống Mỹ đã lên máy bay trở về Washington lần đầu tiên Kim Jong-un trả lời phóng viên quốc tế. Tại Hà Nội, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un hôm qua ngày 27 tháng 2 2019 đã trả lời các báo chí nước ngoài. Theo AFP, đây là lần đầu tiên kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Bắc Hàn. Ông Kim Jong-un không từ chối trả lời khi phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi. Phóng viên của tờ báo Washington Post hỏi liệu ông có nghĩ là sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không? nhà lãnh đạo Kim Jong-un trả lời, còn quá sớm để nói điều đó, nhưng tôi không nói rằng tôi cảm thấy bi quan. Kim Jong-un chính thức thăm Việt Nam sau thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA hôm 27 tháng 2, 2019 vừa thông báo là sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ mở chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 1 và 2 tháng 3. Trước đó, thì hãng tin KCNA đã loan báo là lãnh đạo Bắc Triều Tiên dự định sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam để gặp và hội đàm với lãnh đạo Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam từ thứ Bảy tuần trước cũng đã thông tin là ông Kim Jong-un sẽ viếng thăm Việt Nam trong những ngày tới, nhưng không nói rõ là lãnh đạo Bắc Hàn sẽ thăm Việt Nam trước hay sau thượng đỉnh. Bình Nhưỡng và Hà Nội đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1950. Trong chiến tranh Việt Nam thì Bắc Hàn đã từng cung cấp thiết bị quân sự và điều động không quân để hỗ trợ quân miền Bắc. Thế nhưng sau chiến tranh, quan hệ giữa hai nước đã có nhiều giai đoạn thăng trầm. Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào cuối năm 2011, quan hệ giữa Bắc Hàn và Việt Nam được thắt chặt trở lại. Nhân chuyến thăm chính thức lần này, Chủ tịch Bắc Hàn được cho là sẽ học hỏi một số kinh nghiệm của Việt Nam về việc cải tổ kinh tế. Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc hôm nay, thì tờ Nhật báo chính thức Rodon Sinmun đã có một bài báo dài về việc phát triển kinh tế của Việt Nam. Vào tháng 12 năm ngoái, thì khi viếng thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho cũng đã trao đổi các kinh nghiệm về cải tổ kinh tế với lãnh đạo Hà Nội. Ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng từ thứ Bảy tuần trước đi bằng xe lửa xuyên qua Trung Cộng suốt 2 ngày rưỡi đến ga Đồng Đăng ở biên giới Việt Trung và từ đó đi xe đến Hà Nội. Như vậy, đây sẽ là chuyến công du ngoại quốc dài nhất của Kim Jong Un kể từ khi ông lên cầm quyền. Các chuyến đi Trung Cộng của ông trước đây tổng cộng chỉ có 4 ngày, kể cả thời gian di chuyển bằng xe lửa. Hiếm khi nào một vị lãnh đạo Bắc Hàn phán mặt trong nước lâu như thế do họ vẫn sợ nguy cơ bị lật đổ. Theo các chuyên gia được hãng do trích dẫn ngày hôm nay, thì việc báo chí Bắc Hàn chính thức nhanh chóng loan tin và đưa chi tiết về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un cho thấy là Bình Nhưỡng muốn chứng minh là Bắc Hàn nay là một quốc gia bình thường mà cộng đồng quốc tế có thể tin tưởng. Cho đến nay, truyền thông Bắc Hàn không hề loan tin hoặc chỉ loan tin sau khi lãnh đạo Bình Nhưỡng đã kết thúc một chuyến công du ngoại quốc, thường là sang Trung Cộng. Tổng thống Mỹ gặp các lãnh đạo Việt Nam chứng kiến quan cảnh hơn 20 tỷ Mỹ Kim hợp đồng được ký kết. Sáng ngày 27 tháng 2, 2019, nhân dịp đến Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội kiến cùng với lãnh đạo Việt Nam. Dù mang tính xã giao nhưng các cuộc tiếp xúc đã diễn ra với nghi thức long trọng. Hội đàm ký kết các hợp đồng mua bán máy bay trị giá hơn 20 tỷ Mỹ Kim. Tại phủ chủ tịch tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam. Theo thông tấn xã Việt Nam, sau cuộc hội đàm ngắn khoảng 30 phút, tổng thống Mỹ và chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đã chứng kiến buổi ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hàng không. Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Kevin McAllister Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Boeing đã ký hợp đồng mua 100 máy bay 737 MAX mới trị giá 12.7 tỷ Mỹ Kim. Vietjet yes Air còn ký thêm hợp đồng mua bán động cơ máy bay và dịch vụ bảo trì máy bay với tập đoàn Mỹ General Electric Aviation có trị giá 5.3 tỷ Mỹ Kim. Hãng hàng không Bamboo Airways vừa mới đi vào hoạt động của Tập đoàn Việt Nam FLC đã ký hợp đồng gần 3 tỷ Mỹ Kim mua 10 chiếc Boeing 787 Dreamliner của nhà sản xuất máy bay Boeing. Đại diện hàng không hai nước, Tổng công ty hàng không Việt Nam và công ty Sabre của Mỹ cũng ký văn bản ghi nhớ về cung cấp kỹ nghệ và dịch vụ nhu liệu ứng dụng cai quản hàng không với trị giá khoảng 100 triệu Mỹ Kim một viên chức trong phái đoàn của Mỹ tại Hà Nội được AFP trích dẫn đánh giá. Các thỏa thuận trên sẽ hỗ trợ cho hơn 83.000 lao động của Mỹ và mang lại an toàn và độ tin cậy ngày càng cao cho các hành khách sử dụng hàng không của Việt Nam. Sau buổi ký kết, Tổng thống Donald Trump có cuộc hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống Mỹ sau đó đã ăn cơm trưa cùng với Thủ tướng Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thư mời ra mắt phim tài liệu Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam Kính thưa quý hội đoàn, đồng hương và nhân sĩ Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt Bộ phim Con người và lịch sử Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam Dựa vào các cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Bùi Diễm Buổi ra mắt phim được tổ chức vào lúc 1 giờ thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019 tại Đại học luật George Mason University Law School, Founders Hall Multipurpose Room 125, địa chỉ 3351 Fairfax Drive, Arlington, Virginia, 22201. Mọi liên lạc xin gọi Ông Nguyễn Mậu Trinh 301-461-8490 Ông Võ Thành Nhân